Rồi, mình Chiến Ngâm Thanh Bãi Bình Định xin chào anh em nha. Sau đây em sẽ test một sản phẩm là rất là khủng của dòng Denon. Dòng âm ly BMA QX10 hai la mã nha, đây là hai la mã nha anh em. Dòng QX10 là dòng âm ly cao cấp của dòng Denon. Em nói là dòng QX là đứng đắt hơn dòng BMA 2000 nha anh em. Dòng 2000 AI và 2004 la mã rồi đều thấp hơn con này nha anh em, giá thấp hơn. Và chắc âm cũng thua nhiều con này rất là nhiều. Dòng QX là dòng high-end đời mới bây giờ. Em nói là nặng là 3 trên 30 kg nha anh em, công suất là rất là khủng. Và đánh 16 sò, một mỗi vế là 8 con. Rất là mạnh, anh em có thể vừa nghe nhạc rất là hay, vừa con này đánh drive được nha anh em. Anh em những chơi những kẹp lo châu Âu thì rất là tuyệt vời. Giá em nói là 22.500.000. Anh em có thể vừa ghép vang số vừa hát karaoke gia đình thoải mái nha, vì công suất rất khỏe, tới 16 sò nha anh em. Không ngán những kẹp lo nào. Tiếng rất khỏe, rất em mất hướng 6.5 thôi mà rất là tiếng rất lớn rồi. Rồi, sau đây em sẽ test sản phẩm là gửi anh Chất ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây. Rồi, mời anh em thăm âm nha. Này, cái vàng gold rất là đẹp nha. Rất là hay luôn. Đó, chức năng mà anh em chơi drive này. Tôi lại gặp anh người trai nơi chiến tuyến, xuống trên vai vẫn đều qua hè phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ. Mọi chi tiết anh em xin liên hệ vào số điện thoại trên nha. Hiện tại hàng em liên tục về nha.
con này rất là gấu ấy. Gấu nhất là cái dòng đền ông, dòng QX là thiết kế rất là đẹp và rất là nặng. Hậu nó tới 45 nha anh em, hậu lùi sâu tới 45 luôn á. Tại vì nó chạy hai tăng phô và hai bên công suất rất là lớn nên nó tản nhiệt rất là to nha anh em. Rồi xin chào anh em, hẹn anh em ở video kế tiếp nha.